Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình lên sóng cho anh em một cái sản phẩm mà rất là mới luôn. Lần thứ hai mình giới thiệu trên kênh của Đạt. Đó là một cái bộ ốc đầu bò xuất xứ là từ Indonesia anh em ha. Đây, một bộ ốc đầu bò xuất xứ từ Indonesia. Đây này, em thấy chưa? Đấy. Thì cái bộ này anh em nó rất là hay ở một chỗ, đó là cái bộ ốc này anh em, là anh em chúng ta gắn vô cái đầu bò của rim Thái hoặc là quay Thái đều được nha. Thì như anh em biết là cái xe rim Thái và quay Thái của anh em chúng ta xài một thời gian đó, thì cái ốc đầu bò này nó là cái ngay cái phần đầu tiên của cái đầu bò, cho nên nó vì vậy là nó bị xét rỉ xét hoặc là nó bị xấu đen, và đôi khi là anh em chúng ta đi chúng ta vướng vào những cái thằn gầm này kia thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là móp luôn cái con ốc này, hoặc là nhiều người là bị gãy luôn. Thì cái con ốc này thì chúng ta có thể tham khảo ha. Thì đợt trước mình có bán cái bộ ốc đầu bò da băng, giá của nó 460 một bộ, 4 ốc kèm 4 lông đền. Nhiều anh em chúng ta cũng có nhu cầu mua lắm, nhưng mà do là cái giá nó hơi cao thì khó để tiếp cận đúng không anh em, tại vì cái hàng da băng nó là cái hàng cao cấp nhất rồi. Thì hôm nay mình mang tới cho anh em cái sản phẩm này, thì nó xuất xứ là từ Honda Indonesia anh em ha. Đây, Honda Indonesia. Đó thì anh em có thể thấy là nó cũng đóng gói rất là đẹp luôn của Honda. Tuy nhiên là cái mức giá của nó thì rất là dễ chịu luôn nha anh em. Nó chỉ có là 90.000 một bộ thôi, rất là rẻ. Thì tại sao nó lại rẻ như vậy? Thì tại vì đương nhiên rồi, hàng Indo thì nó được một cái hay đó là chất lượng thì lại tốt, nhưng mà giá thì lại rất là rẻ, phải chăng luôn. Thì nhưng mà nó có đẹp hay không? Bây giờ mình sẽ mở ra để cho anh em coi. Một bộ như vậy thì 90.000 một bộ nha anh em. Đó, giá cả là cực kỳ hợp lý với anh em luôn. Cho nên là nếu mà anh em chúng ta muốn mua thì có thể liên hệ với mình. Đấy, bộ này thì hàng này là chuẩn, cực kỳ chuẩn luôn nha anh em nha. Anh em về lên xe là chạy thôi, không có phải làm bất kỳ một cái gì hết á. Thì nó đẹp như thế nào? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra cho anh em coi ha. Rồi, ok anh em, mình đã xé bọc ra cho anh em coi đây. Thì đây là bộ ốc của nó ha. Phải nói là rất đẹp luôn em ơi. Đẹp thì nó đẹp như thế nào? Đây. Thì phải gọi là cái bộ này là cực kỳ xuất sắc luôn nha. Đó thì nó có đầy đủ cho anh em luôn, 4 ốc và 4 lông đèn luôn. Anh em về là cứ vậy là thay vào thôi, không có phải làm thêm bất kỳ một cái hành động gì để mà chúng ta phải ra mua thêm bất kỳ cái gì đó. Anh em chúng ta về là chỉ việc gắn vào thôi ha. Đây. Em sẽ thấy nó rất đẹp luôn nha. Đó, một bộ rất là đơn giản luôn, chỉ có 8 chi tiết như vậy thôi. Và giá thì 90.000, tính ra là một chi tiết nó chỉ có tầm 10.000 thôi. Không có gì là đắt hết anh em. Mà thực sự cái loại này, ốc đầu bò này anh em kiếm ở ngoài thị trường mà để những kiếm được những cái loại đẹp như vậy thì rẻ lắm, thì cũng phải một bộ này cũng phải 150-200 rồi. Chỉ còn những cái loại mà nó hàng Trung Quốc này kia nó khoảng 10.000 một con ấy, là đa số là cái loại đấy là cái ốc nó rất là xấu nha anh em. Gắn này không có đẹp. Đó, thì anh em thể thấy bộ ốc đầu bò này là xuất xứ từ Indonesia, mà cái chất lượng của nó như thế này. Anh em lưu ý là một bộ này nó sẽ có 3 con lông đền nhôm, thì 3 con này là những cái vị trí bình thường, với con này nó sẽ là ở ngay cái phần chặn nhớt này để không có bị nhớt phụt ra ngoài, nó sẽ sử dụng lông đền đồng này. Và đây là 4 ốc đầu ha. Anh em sẽ nhìn thấy cái màu của nó sẽ có vẻ hơi xanh xanh, rất đẹp. Đây là phía dưới nó đây. Đó, cực đẹp luôn nha. Nói chung là không thể nào mà chê được với cái bộ ốc đầu này rồi anh em. Nó quá đỉnh luôn, mà giá thì lại chỉ có 90.000 một bộ thôi. Nhiều anh em nghe cái giá 90.000 là anh em nghĩ là nó là cái hàng không kém chất lượng, nhưng thực sự luôn, mình cầm trên tay cái bộ ốc đầu này mình cảm nhận được là cái sự chất lượng tỉ mỉ đến từng chi tiết đó anh em. Tại vì như thế nào? Đây, anh em sẽ mình sẽ quay anh em cần cái cạn của cái bộ ốc này nha. Đây, mình sẽ quay anh em cái cạn của nó. Thì mình phải công nhận với anh em luôn là họ làm bộ ốc này quá đẹp. Đây. Đó. Anh em có thể thấy những cái cạn của nó này, rất đẹp luôn. Và gần như là chúng ta sẽ không có kiếm được ở đâu những cái loại ốc như này mà nó là hàng Indo đó anh em, thật sự luôn. Tại vì bên mình là chuyên nhập khẩu các loại này, cho nên là cái loại này thì nó mới có, chứ còn thường anh em kiếm gần như nó không có đâu. Tại vì sẽ ít người nhập cái loại này về, vì giá nhập về nó rất là cao nha, chứ không bao giờ mà được giá 90.000 một bộ như này. Đa số nhập về thì bộ này đều trên 200 hết. Mà 200 thì người ta sẽ ráng để người ta mua cái bộ da băng luôn, chứ người ta không mua bộ Indo này. Nhưng với mức giá 90.000 thì cái bộ này là quá tuyệt vời rồi anh em. So với những cái loại hàng Honda Việt Nam thì nó cho cái chất lượng cũng như là cái ngoại hình đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Thì và đặc biệt anh em lưu ý giúp mình là cái lực siết của những con ốc này nha. Nếu mà anh em mua phải hàng đẻo thì cái lực siết nó sẽ không tốt. Và khi lực siết không tốt thì nó sẽ gây đến hiện tượng anh em siết không chặt được. Mà không chặt thì rất là dễ bị tột nha. Tột cái là gì chứ tột cái này cũng khá là nguy hiểm đó anh em. Đó, tại vì sao mà cái này nó cần lực siết chắc? Tại vì như anh em biết là khi mà cái piston vận hành đó anh em,
cái dê nó cứ đẩy lên đẩy xuống như vậy thì nó tạo ra cái xung lực rung rất là lớn. Mà chính vì như vậy thì những cái con ốc này nếu mà không siết hết ga hết số được á, không siết hết tay được thì nó sẽ bị rung, rung nhiều thì nó sẽ lờn mà nó rớt ra. Cho nên là cần những cái con ốc như này thì anh em chúng ta nên mua những cái con nào xịn xịn một chút. Vì những cái con nó dở quá vặn nó không chắc được, hoặc đôi khi anh em vặn mà vặn cố vặn mặn nó thì nó bị đứt tuôn răng luôn. Còn những cái con này thì hàng dạng hàng xịn anh em thì nó sẽ không có bị cái tình trạng như vậy ha. Đó, thì anh em là chúng ta có nhu cầu mua có thể liên hệ với mình nha. Giá là 90.000 một bộ. Đây, xuất xứ là từ Indonesia. Đó, không có phải nghĩ nhiều luôn nha anh em nha. Đấy, thì một bộ như vậy giá của nó là 90.000. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt nha, xuất xứ Indonesia Honda. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Một bộ sẽ gồm 8 chi tiết nha anh em. Đó, 8 chi tiết này thì anh em chúng ta sử dụng thường thì cái này ít khi thay lắm. Và chỉ các anh em phải sử dụng khoảng 5-10 năm thì cái xe chúng ta nó cũ rồi, nó mới phải thay thôi. Cho nên là nếu anh em cần thì anh em mua một bộ 90.000 anh em xài được 5-10 năm thì tính ra một ngày nó chưa tới 100 đồng nữa, rất là rẻ. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.